Tiên nóng, hai câu lạc bộ xin rút lui ở giải hạng nhất 2024 đến 2025. Chào mừng các bạn đến với 24 giờ online thể thao. Hôm nay, chúng ta có một tin tức nóng hổi về giải hạng nhất quốc gia 2024 đến 2025, khi hai câu lạc bộ lớn thông báo rút lui khỏi giải đấu. Ngày 14 tháng 8, công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, VPF, đã gửi công văn yêu cầu bốn câu lạc bộ gồm Đồng Nai, Định Hướng Phú Nhuận, Khánh Hòa và Long An xác nhận việc tham dự mùa giải tới. Hạn chót để phản hồi là 17 giờ ngày 19 tháng 8. Tuy nhiên, hai đội bóng đã có quyết định chính thức. Câu lạc bộ Long An đã thông báo trả đội bóng lại cho tỉnh và sở văn hóa, thể thao và du lịch. Đây là một quyết định đau lòng cho đội bóng từng vô địch V-League hai lần vào các năm 2005 và 2006, nhưng hiện đang đối mặt với nhiều khó khăn trong quản lý và tài chính. Câu lạc bộ định hướng Phú Nhuận cũng đã chính thức rút lui. Với lý do gặp khó khăn trong việc tổ chức và hoạt động theo luật doanh nghiệp, dù đã có những bước tiến nhanh chóng từ đội nghiệp dư lên giải hạng nhất, câu lạc bộ không thể duy trì hoạt động chuyên nghiệp và đã quyết định không bán hay chuyển giao đội cho đơn vị khác. Tình hình hiện tại còn có khả năng thay đổi nếu Đồng Nai và Khánh Hòa cũng thông báo rút lui. Khánh Hòa đang gặp khó khăn với FIFA về việc cấm chuyển nhượng và vấn đề quản lý, trong khi Đồng Nai đang chờ quyết định từ cơ quan chức năng. Nếu cả hai câu lạc bộ này cũng rút lui, Giải hạng nhất 2024 đến 2025 sẽ chỉ còn 8 đội, bao gồm Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Tháp, Hòa Bình, Quế, Phú Đồng Ninh Bình, PVFCA NAD, Thanh niên thành phố Hồ Chí Minh và Bình Phước. Điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến kế hoạch tổ chức, bốc thăm và xếp lịch của mùa giải mới. Theo quy chế, các câu lạc bộ không đáp ứng đủ điều kiện sẽ bị chuyển xuống hạng đấu thấp hơn và có thể được thay thế bởi các đội ở hạng dưới. VPF đang chuẩn bị các phương án thay thế và sẽ công bố kế hoạch chi tiết sau khi nhận được phản hồi từ các câu lạc bộ còn lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức trên 24 giờ online thể thao. Hãy nhấn like, share và subscribe để không bỏ lỡ những cập nhật thể thao mới nhất nhé.